Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo Chứng Minh. Con Ngô Thị Kim Huệ, con xin đọc thuộc lòng bài kệ trong phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Con xin được phép bắt đầu. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần. Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lệ ở sự không ngần. Bậc rồng bậc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ. Chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà. Lớn không nghĩ đến điều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc dễ hoặc tô đại sĩ hành, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dù xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không vui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát giúp đầu trao. Bồ đề giới thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hành. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mộng ước sớm duyên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tay ách. Dù lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục uống ăn các ngọ cụ, cúng dường Địa Tạng dưới hương hoa. Dùng chén nước trong bài trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Chiên lòng ăn trọng cưỡng ngũ tân, rượu thịt tài dâm cùng dối luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chiên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chiêm bao thấy rõ tôn danh hiện, thức rồi liền đặng trí không lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn dạng đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ quan thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, nhà cửa họa hoạn người liền nhau. Ngủ mê mộng mị không ăn giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thải tiêu ngay. Nhận đến chiêm bao điều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có giàu trong, ách tai tiêu sạch thường an sướng. Quan Âm lắm nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng quay thần đó. Trăm nghìn muôn kiếp thực chẳng rồi, rộng tiên đại sĩ đầy sức nọ. Nhưng người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lệ hết lòng thành. Hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật xin tự khỏi. Quán Âm nên biết gắn tiên bài, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hồi hướng tất cả công đức thuộc bài kệ này, xin hồi hướng tất cả các chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mong cho họ tiêu trừ nghiệp chướng, căn lành tăng trưởng, có thiện căn, có duyên đến Phật pháp với Tam Bảo, hiếu kính với ngài Địa Tạng. Mong cho các vị mười phương chư Phật, ngài Địa Tạng độ thoát cho họ, thoát khỏi ba đường ác trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ha ha ha,